À rồi, chào mừng tất cả các bác đến với kênh Huy Cường Audio. Thì hôm nay bên em lại giới thiệu cho tất cả các bác những dòng dây loa Monster này, dây tín hiệu hay là dây ca lông Ultra Link, dây ba lăng Chambaran của Mỹ nha. Thì những dòng này thì em đã giới thiệu cho các bác từ lần trước rồi, giới thiệu tương đối là nhiều để cho tất cả các bác được tham khảo rồi. Đấy, những dòng dây này thì rất là bình dân thôi, cực kỳ là tầm tiền cho tất cả các bác cùng tham khảo và lựa chọn nha. Đây, trước tiên thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác về cái dòng dây loa trước nhá. Đây, thì trên tay em đang cầm đây chính là cái cặp dây loa Monster, các bác nhìn chưa? Đấy, các bác nhìn chưa? Dây cực kỳ là đẹp nha, rất là đẹp. Đấy, bên ngoài nó bọc một lớp vải, đấy, màu xám màu đen. Dây của nó thì nó sẽ cục lọc nhiễu như thế này, đây, các bác nhìn chưa? Đấy. Những dòng dây loa Monster như thế này thì bên em về rất là nhiều cho tất cả các bác, và được tất cả các bác đánh giá về cái dòng sản phẩm này cực kỳ là tốt mà giá thành nó rất là bình dân nha. Đấy, thì cái cặp dây loa này thì đây các bác có thể thấy được đầu rắc của nó đây, nó là đầu rắc bắp chuối luôn nha. Đấy, và cái dòng này thì bên em về được cả những đầu rắc bắp chuối này, mỏ chim thì đều đầy đủ cho tất cả các bác để các bác lựa chọn cho nó phù hợp với cái dàn âm thanh của nhà các bác. Đấy, và cái loại dây của nó các bác có thể thấy được loại dây này. Đấy, dòng này loại 6.0 ly nha, các bác nhìn thấy chưa? Loại 6.0 ly rất là to. Đấy, cải thiện cực kỳ là tốt ở ba dài cho tất cả các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, cặp dây cực kỳ chất lượng, mỗi vế là 2,5 m nha các bác. Đấy, thì bác là theo dõi kênh bên em thì các bác biết rồi, dây bên em về là 100% thì đều dài 2,5 m, cự ly tiêu chuẩn rồi. Đấy, các bác có thể thấy đâu. Đấy, và cái cặp dây loa Monster như này thì hiện tại ấy, thì theo em đánh giá cực kỳ là tốt ở ba giải, đặc biệt tiếng bát của nó rất là gọn gàng nha. Dòng này thì cải thiện cực kỳ là tiếng bát đấy, dành cho dàn âm thanh bác nào đang thiếu giải bát này, tiếng bát của nó chưa được sâu này, bát chưa được mềm mại thì các bác thể lựa chọn được những cái dòng dây loa như này nha. Đấy. Đấy. Một cặp dây loa như thế này này, mỗi vế 2,5 m, giá bên em phân phối cho tất cả các bác chỉ có 1.600.000 một cặp nha, 1.600.000 một cặp, em đã bao ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Đấy, thì cặp bây giờ là bắp chuối. Đấy, còn các cặp này đây, bốn đầu của nó là bắp chuối này và bốn đầu là mỏ chim này. Đấy, mỏ chim của nó thì sẽ như thế này nha. Đấy, các bác có thể thấy được đầu rắc mỏ chim của nó đây. Đấy, hoặc là 8 đầu mỏ chim thì bên em cũng có đầy đủ cho tất cả các bác nhá. Đấy, các bác có thể thấy được cái cặp dây loa của nó này. Đấy, cực kỳ là đẹp nha. Mỗi vế 2,5 m. Đấy, mỏ chim này cực kỳ là cao cấp. Đấy, giá thành thì nó lại rất là bình dân cho tất cả các bác. Đấy, cực kỳ phù hợp ở cái mức thu nhập bình quân ở Việt Nam mình nha. Thì hôm nay cái dòng dây loa Monster này thì em bán các bác cực kỳ là nhiều rồi, rất là nhiều. Đấy, còn bác nào mà có thể lấy thêm này, cả lấy thêm được cả cái dòng dây tín hiệu của nó nữa, thì đây chính là cái dòng dây tín hiệu của Monster này. Cái dòng dây tín hiệu Monster này thì đây đây, em sẽ cuốn lại cho các bác xem này. Đây, cái cặp dây tín hiệu Monster đây, các bác nhìn chưa? Monster Copper này. Đấy, series của nó này, M850SV kép, và đầu rắc của nó thì dòng này bên em lên những cái đầu rắc cao cấp này, về được những cái đầu rắc của VKBT cực kỳ là cao cấp nha. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đầu rắc VKBT của Game Mini. Đó. Mã sản phẩm của đầu rắc này của nó này. Đấy, VKBT 0150. Các bác nhìn thấy chưa? Đó, VKBT 0150. Chân rắc của nó thì đều được mạ vàng công nghiệp 24K hết. Đấy, bác nào mà lấy trọn bộ cả dây loa và dây tín hiệu dòng này thì nó phát huy tối đa cái chất âm mà nó mang lại cho tất cả các bác nha. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Rất là tầm tiền thôi. Nếu mà một cái mức giá mà chỉ có 850.000 một cặp dây tín hiệu thì em khẳng định với các bác là không có mấy cặp dây mà có thể vượt qua được cái chất âm và cái dòng dây loa, dòng dây tín hiệu này nha. Dòng dây tín hiệu Monster này rất là hay. Đấy, không phải là bên em mà bán hàng mà nói là chất âm nó tốt, chất âm nó hay. Đấy, mà thực chất là bên em phải nghe thử, test thử cái chất âm nó như nào. Đấy, bên em mới giới thiệu sản phẩm đến cho tất cả các bác, cho đến tay người tiêu dùng. Đấy, một cặp dây tín hiệu Monster 850.000, dài 1 m này các bác, 1,5 m cũng có, 1,5 m thì 1 triệu nha. Rồi, tiếp đến thì vẫn về được ít dây tín hiệu Ultra Link của Canada. Dây tín hiệu Ultra Link của Canada này thì hiện tại không còn hàng nha các bác. Đấy, hiện tại đây
các bác nhìn này, các bác nhìn chưa? Đấy. Công nghệ của nó là 6 là Prut OFHC này, các bác nhìn chưa? Đó, này, Ultralink dây này. Đấy, thương hiệu Ultralink của Canada nhá. Đấy, là Interface nha, các bác nhìn được ở Canada. Đấy, dòng này là dòng dây bãi xịn 100%. Bãi xịn 100% nha các bác, để các bác nhìn đầu rắc của nó đây. Riêng cái dòng dây Ultralink này thì bên em về các bác lựa chọn thì phải nói là rất là nhiều. Đấy, nói phải phân khúc tầm tiền. Đấy, các bác nhìn được, dây bãi đã qua sử dụng mà các bác có thể thấy được cái đầu rắc này. Cái đầu rắc của nó mạ vàng công nghiệp 24K, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, đầu rắc của nó là cực kỳ là bóng nha, rất là sáng. Đấy, các bác nhìn chưa? Nhìn chi tiết của em cái cặp dây đó. Dây Ultralink của Canada. Dòng này thì bên em có 1m và 1m rưỡi. Đó. Các bạn ngay từ bên ngoài thôi các bác thể thấy được những cái lớp giáp trông nhiễu của nó này. Đó, các bác nhìn nào, những cái lớp giáp trông nhiễu của nó cực kỳ cao cấp nha. Và giá thành của thằng này thì cũng rất là bình thường, bình dân nha. Đấy, cái cặp này thì hiện tại em đang phân phối cho các bác là 1.600.000 một cặp nhá. 1.600.000 một cặp dây tín hiệu Ultralink của Canada. Cực kỳ là cao cấp. Đấy, mà giá thành của nó là thuộc dòng bình dân cho anh em. Đấy, dây này là dây nguyên zin 100% ở bên em về nhá. Đấy, dây bãi xịn 100%. Rồi. Tiếp đến thì em sẽ giới thiệu các bác cái dòng dây ba lăng. Đấy, hay còn gọi là dây ca lông của Chamberlain. Này các bác nhìn. Đây trên tay em đang cầm đây chính là một cặp dây ca lông của Chamberlain này. Này các bác nhìn. Cặp này thì em về được 1 mét rưỡi và 1 mét nha. Này các bác nhìn nào. Đó. Đấy, Chamberlain. Đấy, Chamberlain là phần đường copper, hàng của Made in USA này. Đấy, các bác nhìn thấy ở trên đầu dây này thì em nói các bác rồi, tại vì dòng này chữ nó in mờ rồi, các bác nhìn thấy chưa? À, Balanke Music Link Chamberlain. Đấy, tức là cái dòng này nó sản xuất chuyên về cái dòng dây ba lăng nha. Dòng này nó sản xuất là chuyên về ba lăng. Đấy, cho tất cả các bác. Đấy, tiếng ba lăng thì các bác nghe, những bác là chưa ba lăng các bác biết rồi. Đấy, riêng những dòng dây ba lăng tiếng nghe tiếng của nó rất là chắc, rất là uy lực. Đấy, nên là hiện nay rất là nhiều bác người ta chơi những dòng dây ba lăng hơn là những dòng dây tín hiệu AV nha. Rồi, đây, các bác nhìn chưa? Đầu chân rắc của nó này đều được mạ vàng hết. Đó, này, các bác nhìn chân rắc của nó chưa? Đấy. Cặp này thì giá 1 mét của nó là 1.500.000, 1 mét rưỡi của nó là 1.800.000 nha. Bên em sẽ bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Dây ba lăng trăm lần này thì cực kỳ là hiếm, rất là ít khi mà bên em mới về được những dòng dây ba lăng như thế này nhé. Thì ngày hôm nay bên em về thêm lại được cho tất cả các bác được khoảng 15 cặp. Đấy, vừa 1 mét và 1 mét rưỡi. Trước thì em về cũng tương đối là nhiều rồi, nhưng mà các bác mua thì cũng không còn hàng nữa. Nhưng mà đặt lại thì bên em lại về thêm để phục vụ cho tất cả các bác. Rồi, thì ngày hôm nay thì em giới thiệu các bác mấy cái mẫu dây tín hiệu này, dây ba lăng và dòng dây loa Monster. Đấy, đặc biệt là cái dòng dây loa Monster kia thì em bán các bác thì rất là nhiều. Đấy, được các bác đánh giá chất lượng cực kỳ là ok nha. Đấy, thì những bác nào có nhu cầu mua hàng thì có thể alo trực tiếp cho Huy Cường qua số điện thoại trên màn hình kia. Đó, thì bên em sẽ gửi hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Rồi, thì cảm ơn tất cả các bác đã bỏ chút thời gian để theo dõi hết video clip ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video kế tiếp ạ.